Tôi không đuổi anh đi nữa đâu, anh có nghe thấy không? Nghe thấy rồi. An tâm à? Hả? Không có gì, ngủ đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon? Đi thật rồi sao? Lời anh ấy chưa kịp nói vào tối qua, không lẽ là lời từ biệt? Người tốt bụng, tội nghiệp tôi đi, cho tôi miếng cơm đi. Tội nghiệp tôi đi, hãy cho tôi miếng cơm đi mà. Bác sĩ Tiêu, đồ tôi gửi cậu có nhận được không? Đây, báo cáo xét nghiệm nè. Đưa bớt tiền đây, đưa đây. Kêu ngại lạp trả đi. Vậy thì tốt rồi. Ê, chân của cậu không cần tôi khám sao? Làm phiền chút. Hai người có thấy một chàng trai trắng trẻo ngồi xe lăn đi ngang qua đây không vậy? Không thấy. Cảm ơn nha. Anh đang ở đâu vậy hả? Tôi không đuổi anh đi nữa đâu, anh có nghe thấy không? Nghe thấy rồi. Anh đi đâu vậy hả?